Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tối nay thứ Tư ngày 30 tháng 12 với những nội dung chính sau. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Thường trực Tỉnh ủy họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và một số nội dung quan trọng. Ngành nông nghiệp Quảng Ninh tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy gia tăng giá trị sản phẩm. Các trường mầm non triển khai biện pháp giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ trong những ngày giá rét. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2020, ngành tuyên giáo đã chủ động sáng tạo đổi mới phương thức triển khai công tác tuyên giáo, thích ứng với tình hình thực tiễn, tham mưu Ban Bí thư và cấp ủy các cấp lãnh đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, thông tin tuyên truyền kịp thời, toàn diện các sự kiện chính trị lớn của đất nước, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đẩy mạnh phản bác các quan điểm sai trái, âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ổn định tình hình chính trị, xã hội, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, năm 2020, trong bối cảnh Quảng Ninh là một trong những địa bàn trọng điểm, tuyến đầu chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, song tỉnh đã chủ động làm tốt công tác phòng chống dịch, giữ vững đà tăng trưởng, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển. Tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 10,05%, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước 49.300 tỷ đồng, vượt gần 10% so với dự toán Trung ương giao đầu năm. Năm 2021, Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm, giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đồng bộ hiện đại, thúc đẩy liên kết vùng. Với những tiền đề và nền tảng vững chắc từ những thành tựu quan trọng và toàn diện sau gần 35 năm đổi mới, đặc biệt là trong 10 năm gần đây, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 và nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, phấn đấu cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ. Kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, biểu dương kết quả đạt được của toàn ngành tuyên giáo năm 2020. Về nhiệm vụ năm 2021, toàn ngành tuyên giáo khẩn trương tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai đưa nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, góp phần vào xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, từ đó góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Nhìn lại kết quả công tác tuyên giáo. Chiều nay tại Trung tâm Tổ chức Hội nghị tỉnh diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cơ chế phối hợp chỉ đạo điều hành ngày càng đồng bộ hiệu quả, phản ánh khách quan và sâu sắc về một Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là điểm đến an toàn của bạn bè quốc tế. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương, đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các cấp các ngành địa phương đơn vị trong việc tăng cường đổi mới hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới năm 2020. Năm 2021, tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến mới, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 còn kéo dài. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.
Các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc và quản lý biên giới cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, phát huy tính sáng tạo chủ động, xây dựng các kế hoạch truyền thông với các giải pháp linh hoạt, đẩy mạnh đa dạng hóa các phương thức thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển của thế giới, đất nước trong tình hình mới. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban thường trực Tỉnh ủy, nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và một số nội dung quan trọng. Theo kế hoạch, trước Tết Nguyên đán, các hoạt động thông tin truyền thông sẽ được tăng cường ở nhiều hình thức. Nội dung tập trung về kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các thành tựu kinh tế xã hội của tỉnh và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Ngoài ra, trước và trong Tết, tại nhiều địa phương của tỉnh dự kiến sẽ diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, triển lãm, hội chợ, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân và du khách đón xuân mới. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã có kế hoạch trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng xã hội, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, thăm hỏi, trợ cấp công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tùy thuộc vào điều kiện của từng đơn vị doanh nghiệp, bố trí phương tiện, hỗ trợ vé tàu, vé xe cho công nhân về quê ăn Tết và trở lại làm việc sau Tết. Năm nay, một số đối tượng sẽ được nâng mức thăm hỏi tặng quà Tết như là cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang đóng quân ở khu vực biên giới, hải đảo và làm nhiệm vụ thường trực chiến đấu. Tỉnh bổ sung thêm một số đối tượng được thăm hỏi tặng quà như là người tâm thần lang thang được nuôi dưỡng tại Bệnh viện Bảo vệ Sức khỏe Tâm thần tỉnh và người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân và du khách đón mừng năm mới 2021 và vui xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và hướng tới tổ chức thành công của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phố Hạ Long phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tổ chức một sự kiện vào tối ngày 31 tháng 12 tại quảng trường 30 tháng 10 có bắn pháo hoa tầm thấp. Phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, phải quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết. Đồng chí thống nhất với đề xuất của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc nâng mức hỗ trợ tặng quà Tết. Trong đó cần quan tâm lực lượng vũ trang, nhân viên y tế trực chống dịch dịp Tết. Riêng các chốt biên phòng chống dịch, tỉnh sẽ tặng quà Tết mỗi chốt là 5 triệu đồng. Hết sức lưu ý về Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động bị mất việc làm, gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Du lịch rà soát đúng và đủ các đối tượng, phương thức để tổ chức hiệu quả. Riêng về phương án bắn pháo hoa, trong 13 địa phương thì chỉ có 3 địa phương là Cô Tô, Bình Liêu và Ba Chẽ sẽ thực hiện cơ chế vận động hỗ trợ. Từ dưới thôn khu chủ động tổ chức tốt hoạt động văn hóa vui chơi cho nhân dân, tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả công tác chống dịch COVID-19, đảm bảo địa bàn Quảng Ninh không có mầm bệnh nảy sinh trong cộng đồng. Thực hiện nghiêm chỉ thị 48 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2021. Ngoài các hoạt động hưởng ứng mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới của Thủ tướng Chính phủ, Quảng Ninh sẽ phát động toàn dân trồng rừng gỗ lớn, nên tập trung ở những khu vực có nước đầu nguồn như là Ba Chẽ, phía Bắc Hạ Long, không để nảy sinh những việc phức tạp liên quan tới buôn lậu, gian lận thương mại, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện nghiêm các quy định về sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ. Chú trọng công tác quốc phòng an ninh, nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Cũng trong chiều nay, Thường trực Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến và một số nội dung quan trọng khác. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, dự hội nghị trực tuyến toàn quốc kỷ niệm 75 năm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Cùng với Trung ương và các địa phương trong cả nước, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học, ngày càng nâng cao công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao những nỗ lực của y bác sĩ, cán bộ, nhân viên trong hệ thống ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp và đề nghị ban bảo vệ sức khỏe cán bộ các cấp đẩy nhanh thực hiện đề án bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, liên kết với các cơ sở khám chữa bệnh y tế hiện đại trong và ngoài nước, nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ. Sáng nay tại điểm cầu Quảng Ninh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cao Tường Huy dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm giai đoạn 2016-2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành nội vụ. Coi như là trọng tâm, trọng điểm,
Giai đoạn 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nổi bật là thực hiện nghị quyết số 19 và đề án 25 về đổi mới phương thức nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, thực hiện tinh giản bộ máy biên chế. Tổ chức bộ máy được kiện toàn, tinh giản theo quy định của Trung ương. Mô hình trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh triển khai hiệu quả, góp phần tích cực vào cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tổ chức doanh nghiệp và nhân dân. Qua đó đóng góp quan trọng vào công tác nội vụ của cả nước và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu ngành nội vụ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương, tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, rà soát sửa đổi bổ sung các quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính các cấp. Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, có cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, đồng thời sàng lọc thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, quan tâm đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, công tác thanh tra của tỉnh tiếp tục được đổi mới, triển khai đúng nội dung và tiến độ đề ra. Việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được tăng cường, qua đó kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm nhiều kiến nghị, phản ánh của công dân từ cơ sở. Công tác phòng chống tham nhũng được quan tâm, việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính có nhiều chuyển biến tích cực. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tường Huy đề nghị trong năm 2021, ngành thanh tra tập trung thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các địa phương và công tác đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai theo đúng chỉ đạo của tỉnh ủy. Đối với công tác thanh tra doanh nghiệp phải tránh chồng chéo, vừa đảm bảo quy định của pháp luật, vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất. Khẩn trương tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo từ cấp xã trở lên, kịp thời phát hiện vấn đề ngay từ cơ sở để theo dõi, đôn đốc và có phương án giải quyết đề xuất với cấp trên. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng. Các ban xây dựng Đảng tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh tích cực phối hợp với ban cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao không chỉ thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp mà còn tác động lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, giúp nông dân tự tin sáng tạo, đưa khoa học công nghệ áp dụng vào sản xuất. Đây là hướng đi mà ngành nông nghiệp Quảng Ninh đang tập trung thực hiện để gia tăng giá trị sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh có lợi thế lớn về đất rừng, với tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 khoảng 55%. Để khai thác lợi thế về lâm nghiệp, ngành nông nghiệp đã xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nâng cao giá trị sản phẩm gỗ qua chế biến và phát triển thị trường, đồng thời tận dụng phụ phẩm từ gỗ để gia tăng giá trị trên cùng diện tích rừng trồng. Viên nén gỗ, cái này nguyên liệu của chúng tôi là được sử dụng tất cả các loại phụ phẩm khác trong quá trình khai thác rừng, bao gồm cành ngọn, rồi là mùn cưa, bìa bắp của các xưởng xẻ. Việc mà tận thu này cũng góp phần mang lại cái hiệu quả cao cho người dân trồng rừng, gia tăng giá trị ít nhất là từ 15 đến 20 triệu trên 1 hecta do tất cả các thứ cành ngọn đã thu hồi được. Năm 2020, sản phẩm gỗ rừng trồng toàn tỉnh ước đạt 388.000 mét khối. Đây là nguồn nguyên liệu dồi dào phục vụ chế biến và xuất khẩu. Thực hiện nghị quyết 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, cùng với thu hút doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, chế biến, ngành nông nghiệp đang tập trung đẩy mạnh trồng rừng kinh tế để nâng cao năng suất, từng bước chuyển trồng rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, đồng thời đưa công nghệ cao vào sản xuất cây giống lâm nghiệp. Công nghệ sinh học thì đang được ứng dụng rất rộng rãi trong các lĩnh vực. Trong nông nghiệp cũng như lâm nghiệp thì ứng dụng công nghệ cao thì đang có ưu thế là tạo ra số lượng cây rất lớn và ổn định tính di truyền. Đối với các rừng trồng sử dụng cây giống chất lượng cao của chúng tôi thì độ đồng đều rất là cao và hiệu quả kinh tế sẽ gấp từ 2 đến 3 lần so với chúng ta sử dụng cái cây hạt truyền thống. Đội hết sức quan tâm
đến cái việc thực hiện nghị quyết 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp và chế biến chế tạo, trong đó thì có cái chế biến nông sản, thủy sản và lâm sản, thì theo hướng chúng ta tạo quỹ đất, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp thì tiếp cận được các cái quỹ đất, các cái khu vực, các cái cụm công nghiệp, các khu công nghiệp để tập trung chế biến chiều sâu, để tạo điều kiện liên kết sản xuất theo chuỗi từ quá trình sản xuất ban đầu, sơ chế chế biến và đến cái thị trường cuối cùng. Nông nghiệp công nghệ cao đang ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển nông nghiệp bền vững. Và đây tiếp tục được xác định là một trong những hướng đi để tỉnh Quảng Ninh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển từ nâu sang xanh. Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường trên thế giới, trong khu vực và một số tỉnh Đông Nam Bộ. Đối với tỉnh Quảng Ninh, địa bàn trọng điểm tuyến đầu có biên giới trên bộ, trên biển với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, có hệ thống cửa khẩu quốc tế quốc gia, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, trọng điểm du lịch. Mức độ giao thương lớn được chính phủ giao đón công dân Việt Nam, chuyên gia, người lao động nước ngoài về nước qua cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Vào thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn do các đối tượng nhập cảnh trái phép, đối tượng nhập cảnh hợp pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, giám sát y tế. Đồng thời, với chủ trương phát triển du lịch nội địa, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu, luôn tiềm ẩn các nguy cơ lây nhiễm nguồn bệnh lưu hành trong cộng đồng từ các địa phương trong cả nước có dịch nếu như không được kiểm soát tốt. Để giữ vững địa bàn an toàn, ổn định, phát triển, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vui Tết đón xuân an toàn, tuyệt đối không để nảy sinh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm công điện số 1838 CDTTG ngày 27 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành, cơ quan, đơn vị địa phương tập trung triển khai ngay một số nội dung sau. Tăng cường siết chặt kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới trên đất liền, trên biển và kiểm soát xuất nhập cảnh, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không để trường hợp mắc bệnh COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Quảng Ninh, xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức và nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trái phép lưu trú, các cơ quan công sở, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, cửa hàng, sử dụng người lao động là người nhập cảnh, nhập cư trái phép đang còn trong thời hạn cách ly theo quy định. Phát động phong trào toàn dân tố giác người nhập cảnh trái phép gắn với đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là tại các địa phương biên giới Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu. Tăng cường trách nhiệm của ngành y tế, công an, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly, giám sát y tế, tuyệt đối không để lây lan trong khu vực cách ly và ra cộng đồng, đảm bảo việc xét nghiệm đúng số lượng, thời gian, đối tượng theo quy định. Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, sớm ban hành cụ thể các quy định về phòng chống dịch phù hợp với tình hình mới trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế, phân công nhiệm vụ trách nhiệm chi tiết tới từng cơ quan, từng cá nhân người đứng đầu, xử lý nghiêm người đứng đầu, cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ cách ly giám sát y tế nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh do lỗi tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát chưa nghiêm. Nêu cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, từng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là những nơi có nguy cơ cao xảy ra ổ dịch, như các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà hàng, quán ăn, karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các phương tiện, giao thông công cộng. Quản lý chặt chẽ và yêu cầu 100% các người trung gian gồm nhân viên phục vụ, người bán hàng, xe ôm, taxi, xe công nghệ, lái xe buýt, xe khách, người làm du lịch dịch vụ, phục vụ và các đối tượng trung gian khác phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn. Tăng cường kiểm tra giám sát việc đeo khẩu trang, đo nhiệt độ và có đặt nước rửa tay sát khuẩn tại các tòa nhà, trụ sở, công sở, cơ quan, nhà máy, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, du lịch dịch vụ, sân bay, bến xe, bệnh viện, các cơ sở y tế, giáo dục, trường học, hội thảo, hội nghị, sự kiện. Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị.
hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết. Trường hợp tổ chức thì phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc đeo khẩu trang, sát khuẩn. Tiếp tục củng cố cơ chế điều hành, chỉ huy, phối hợp hành động trong phòng chống dịch COVID-19, nhất là giữa lực lượng y tế, quân sự, công an, biên phòng, ngành du lịch, ngành giáo dục, công thương, cấp ủy chính quyền địa phương, cấp xã, phường, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, lực lượng y bác sĩ, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch bệnh nảy sinh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần chủ động phòng chống dịch, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội vận động toàn dân triển khai phần mềm Bluezone để truy vết nhanh nhất, giảm tải cho lực lượng phòng chống dịch khi có tình huống phát sinh. Các cơ sở khám chữa bệnh, trường học, cơ sở lưu trú tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng dịch, cập nhật thường xuyên và công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19. Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công Thương làm việc với tỉnh Quảng Ninh về việc chấp hành các quy định của pháp luật và chỉ thị số 29 ngày 2 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh than. Sau khi kiểm tra thực tế tại thành phố Cẩm Phả và Uông Bí, đoàn công tác đánh giá cao những chuyển biến tích cực của tỉnh Quảng Ninh trong quản lý than, tình trạng khai thác, vận chuyển và kinh doanh than trái phép đã được kiểm soát. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh than của Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc vẫn đảm bảo ổn định tăng trưởng và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh than, đồng thời điều chỉnh quy hoạch và báo cáo các bộ ngành phương án sử dụng đất đá thải mỏ làm vật liệu san lấp, phục vụ các dự án và đóng cửa từng phần các bãi thải mỏ. Phát huy kết quả đạt được năm 2020 trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động và các phong trào thi đua nâng cao năng suất lao động, tại hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và chiều nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức viên chức và thỏa ước lao động tập thể. Các cấp công đoàn thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 của tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở gắn với chủ đề công tác năm 2021 của tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh khai trương tổng đài tiếp nhận thông tin của đoàn viên người lao động. Năm 2020, Cục Hải quan tỉnh đã hoàn thành trước hạn và vượt mức nhiều mục tiêu nhiệm vụ được giao, thu ngân sách 12.200 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể, công tác chống buôn lậu đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và sáng nay, Cục Hải quan tỉnh xác định tiếp tục điều chỉnh tổ chức, biên chế, đảm bảo tinh gọn, tập trung cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hải quan, hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu nộp ngân sách nhà nước được giao, đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa, siết chặt kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với công tác phòng chống dịch bệnh. Sáng nay, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 nhiệm kỳ 2020-2025 với 6 tổ chức hội thành viên trên 2.200 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tham gia thực hiện tốt các hoạt động ngoại giao, thúc đẩy hợp tác quốc tế, góp phần củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân Quảng Ninh và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động ngoại giao hữu nghị, gắn hoạt động của hội với những nhiệm vụ chung về chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và cả nước. Đồng thời tăng cường quảng bá văn hóa, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến, vận động, viện trợ phi chính phủ và thông tin tuyên truyền đối ngoại trong tình hình mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 29 thành viên, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp nhiệm kỳ 2020-2025. Vào ngày đầu tiên của năm mới, tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu sẽ diễn ra lễ hội Carnival mùa đông chủ đề Ngày hội sắc màu với sự tham gia của 1.000 người mẫu diễn viên vũ công kết hợp màn trình diễn ấn tượng của trực thăng, thủy phi cơ và dù lượn. Chương trình hứa hẹn sẽ là một lễ hội đường phố mãn nhãn, tạo nên những dấu ấn khác biệt của Carnival mùa đông.
hơn 1.000 diễn viên các câu lạc bộ và người mẫu cũng như là người đẹp Hạ Long và các cái nhóm nhảy, các câu lạc bộ nhảy của thành phố Hạ Long đã gấp rút tập luyện và với một cái không khí rất là tưng bừng để chuẩn bị cho cái chương trình đặc biệt này. Em cảm thấy rất tự hào khi là sinh viên trường đại học Hạ Long được góp phần tham gia vào chương trình Ngày hội sắc màu. Em và các bạn đã tập luyện cho chương trình Ngày hội sắc màu đã 2 tuần nay. Lễ hội Carnival mùa đông sẽ chính thức diễn ra vào 16 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và mở cửa miễn phí cho người dân du khách đến tham dự. Chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác tuyển nhận công dân nhập ngũ. Năm 2021, tỉnh Quảng Ninh được giao chỉ tiêu 1.900 nam công dân cho 5 đơn vị nhận quân của Bộ Quốc phòng và 5 đơn vị của quân khu 3. Để đảm bảo số lượng, chất lượng tuyển quân, trong những ngày tới, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân xong trước ngày 14 tháng 1 năm 2021, phát lệnh gọi nhập ngũ xong trước ngày 8 tháng 2 năm 2021, đồng thời quản lý chặt chẽ hồ sơ, nguồn công dân nhập ngũ, đồng thời thống nhất quy trình, phương pháp tổ chức, thực hiện và phối hợp giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong tuyển nhận công dân nhập ngũ, cấp phát đầy đủ quân trang, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt tổ chức lễ giao nhận quân đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn. Cũng trong chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tổ chức hiệp đồng huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ninh, hôm nay bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Quảng Ninh. Trời rét đậm, rét hại trên toàn tỉnh, nhiệt độ có nơi giảm còn 6-8 độ. Đợt rét này có thể kéo dài đến ngày 2 tháng 1 năm 2021. Để đảm bảo sức khỏe trẻ nhỏ, các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hạ Long đã triển khai các biện pháp giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng cho trẻ. Trường mầm non Bạch Đằng có 400 trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi. Từ đầu mùa đông năm nay, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch điều chỉnh thời gian đón trả trẻ trong những ngày rét đậm, hạn chế hoạt động ngoài trời, đồng thời trang sắm thêm bình giữ nhiệt, dép đi trong nhà cho trẻ. Các bữa ăn cũng được điều chỉnh nhằm tăng sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ. 100% các lớp thì đều có hệ thống cửa kính, rèm, bình đóng lạnh, rồi là bình ủ nước, trang bị cho trẻ đầy đủ chăn ga, gối đệm, tăng cường các bữa ăn để đảm bảo về dinh dưỡng. Và bên cạnh đấy thì nhà trường tuyên truyền thông báo các bậc phụ huynh qua bảng tin, qua hệ thống Zalo để phụ huynh nắm được tình hình, diễn biến của thời tiết. Đấy, để làm sao mà giữa phối hợp giữa nhà trường với lớp bậc phụ huynh đảm bảo sức khỏe cho trẻ. Để giữ ấm cho trẻ, các trường cũng quan tâm bổ sung điều hòa hai chiều, thảm lót, giường đệm và theo dõi sát sao thân nhiệt của trẻ, giúp các em yên tâm sinh hoạt và học tập. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ quan tâm chỉ đạo sát sao tới cái việc đảm bảo về nước uống ấm áp cho trẻ trong cả ngày, nước ấm cho trẻ rửa tay, chế biến các món ăn sát giờ cho trẻ để đảm bảo ấm áp cơm canh cho trẻ. Rồi trong các cái giờ ngủ sẽ luôn luôn đảm bảo cho trẻ có đầy đủ chăn ấm áp. Cùng với chủ động giữ ấm môi trường học tập, các trường mầm non cũng tích cực phối hợp với phụ huynh triển khai các biện pháp đảm bảo sức khỏe, phòng bệnh cho trẻ trong những ngày giá rét. Chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh đến đây cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.